Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Guppy của mình. Mấy hôm nay hơi nhiều đơn một chút xíu nên là mình chưa có ra video quay cho anh em xem ở trại cá của mình được. Ngày hôm nay vô tình phát hiện con mái rồng xanh này nó đang đẻ lỡ dở nên là mình quay cho anh em xem luôn. Và đây là cái cách tách đẻ của mình, một cái thùng kem 7 lít và một cái lồng đẻ. Chưa kịp bỏ rong và ốc táo vào thì con này nó đã đẻ xong rồi anh em à. Đây là con mái rồng xanh Indo, nó đẻ hơn 100 con cá con lận. Dòng này mai mốt sẽ lên số lượng để cho anh em trải nghiệm nha.